vừa lao vào bốc một với biên đỏ. Hai điểm dành cho biên xanh. Giới thiệu trận đấu hạng cân 50 đến 55 kg, Ngô Thị Thanh Bình của Thái Nguyên trang phục đỏ gặp Dương Thị Nga của Thanh Hóa trang phục xanh. Mời hai vận viên vào giới. 3 phút. Hai vận viên bắt tay. Các trọng tài chuẩn bị, hai vận viên chuẩn bị, hiệp đấu bắt đầu. Quý vị khán giả đang theo dõi trận đấu giữa hai vận động viên. Vận viên Ngô Thị Thanh Bình mang trang phục đỏ và Dương Thị Nga của Thanh Hóa mang trang phục xanh đang thi đấu ở hạng cân 50 đến 55 kg dành cho nội dung vật tự do nữ. Vận viên xanh vừa lao vào bốc một vận viên đỏ. Hai điểm dành cho vận viên xanh. Mời hạng vận viên vào giữa sới tiếp tục. Hai điểm cho vận viên đỏ. Hai điểm tiếp theo cho vận viên đỏ bằng kỹ thuật quấn bò. Giờ anh bỏ. Mời hai viên vào giữa sới tiếp tục với trận đấu tiếp tục. Được 4 điểm. Rồi. Trận đấu tiếp tục. Mang trang phục đỏ sử dụng kỹ thuật quấn quật đã giành được 4 điểm. Hết giờ. Hết hiệp, mời hai vận viên vào ghế nghỉ 30 giây. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Vận viên Ngô Thị Thanh Bình mang trang phục đỏ đang 8 điểm và Dương Thị Nga của Thanh Hóa 6 điểm. Anh ơi, đôi vật